Để con vốt video, con vốt xong video cho nhanh, tôi xóa slide 6 nhé. Đấy. Thế cái thao tác quản lý bài trình chiếu nó gồm những cái nội dung như sau này, chúng ta chú ý. Cái nội dung thứ nhất là chúng ta đổi tên file, in ấn nhá. Chúng ta in ấn này. Bây giờ ấy là chúng ta in tất cả các slide. Đúng không? Để ta chọn đây. Còn nếu tôi in slide hiện thời thì tôi chọn đây. Đúng không? Nhà ta đang đứng ở slide nào nhỉ? Tôi đang đứng ở slide 4 nhá. Nếu như tôi chỉ in slide 4 thì tôi làm nào? Ctrl P nhá, chúng ta. Đấy. Thì tôi chỉ in slide hiện thời. Đấy, đó là slide 4, đúng không? Đấy, nếu như mà gì? Tôi muốn in từ slide mấy đến slide mấy. Xác định các slide cần in này, ví dụ như là 1 này, 4 này, 6, đúng không? À, vùng nó phải liên tục, đúng không? Như vậy là các của tôi là dấu chấm phẩy, sai rồi, 1.4.6. Đấy, ta thấy này, 1 này, 4 này, 6 là slide 7 đấy, vừa nãy tôi xóa slide 6, đúng không? Nha. Đấy, thế còn tôi lại quay lại tôi in tất cả các slide. Bây giờ ấy là tôi in bao nhiêu slide trên một trang này. Nó có các kiểu, tôi có thể chọn 3 slide trên trang. Thông thường người ta chọn 3 slide trên trang bởi vì nó có thế mạnh gì. Nhất là nội dung nó vừa phải, ta nhìn được. Chữ nhìn được. Và thứ hai nữa, nó có cái phần đường kẻ ở đây để cho khi tôi làm ra là tôi phát cho người nghe. Nó gọi là các bản handout ấy, đúng không? Đấy, phát cho người nghe để người ta gì sẽ theo dõi cái bài thuyết trình của tôi. Và người ta có chỗ để người ta ghi những cái điểm cần lưu ý, cần nhấn mạnh, đúng không? Đấy. Cái thao tác thứ hai là ta đổi tên file sang PDF. Thế thì ở đây ta lưu ý không có cái gì nha. Đó, ta chỉ khi ta chọn file PDF này. Đấy, thì nó xuất hiện cái nút lệnh option này. Tôi có thể lựa chọn. Tôi muốn in ra 3 slide trên một trang thì tôi chọn handout. Trong mục public watch nha, chọn handout. Đấy, tôi chọn đây là 3 slide trên trang. Đấy, ta ok, xong ta ghi file. Đấy, thì mình sẽ thấy là gì? Giống như cái này, tại sao mình in ra này? Để gì không in luôn ra, mình nếu như mình không có máy in ấy. Đấy, mà mình lại vác cái bài PowerPoint của mình đi chỗ khác ấy, sang máy khác có khi nó phá vỡ cấu trúc, nó bị hỏng. Ta để PDF này là nó cố định, nó ổn định và ta in được luôn. Nha, nó chuẩn. Word cũng thế nha, khi đi in ấn thì thường người ta chuyển sang PDF. Đấy là về ghi file, đổi file PDF. Tiếp tục xuất file ra video này, ta vào export này. Các em chọn tạo video. Đây, mỗi một cái slide là ta chạy trong mấy giây, để 5 giây nhá, tôi tạo video. Đấy, xong rồi ta ghi file. Cái file tạo video là các em không phải nộp nhá. Nhá, thao tác này các em không phải nộp, giới thiệu được các em biết được về sau. Ví dụ như bạn nào có năng khiếu về nghệ thuật hội họa, các cái làm PowerPoint rồi thiết kế video quảng cáo ấy, đúng không? Đấy thì chúng ta biết để ta xuất ra video. Xuất ra video xong ấy thì có thể gửi đài truyền hình để người ta đưa lên truyền hình đó. Như vậy là đã xuất xong video xong. Bây giờ chúng ta thấy là trong cái thư mục của mình ấy, bài làm của mình là nó đã có cái file video rồi. Đây đúng không? Ta mở ra xem. Kết quả bài trình chiếu của mình. Mỗi slide trong 5 giây. Cái số giây ấy thì các em có thể là điều chỉnh nhá, đấy, tùy theo cái file quảng cáo ta làm nào. Tất cả các hiệu ứng transition, hiệu ứng động được bảo toàn.
riêng hiệu ứng Chico nhá, đấy các em lưu ý hiệu ứng Chico là không được bảo toàn nhé, bởi vì là hiệu ứng Chico là nó phải có tác động đấy, của người trình chiếu đấy, của người trình bày ấy thì mới thực hiện đúng không, nên là không có thì nó bỏ qua, khi ta sang file video là nó bị mất nhá. Một cái nữa là trong quản lý bài trình chiếu ấy, đó là gì nhỉ, ta thuyết trình cái slide show nha, ta vào slide show. Thế ở đây là bắt đầu, tôi đang đứng ở đây nhưng tôi chỉ chiếu bắt đầu từ slide đầu. Đấy, thì bắt đầu là nó từ slide 1 nha. Nha. Đấy. Đấy, còn từ slide hiện thời. Thế thì tôi bấm vào đây. Đấy, tôi đang từ slide mấy đây? À, tôi chọn chuyển sang slide 4 nha, tôi chọn này. Từ slide hiện thời. Đấy, nha. Đấy là từ slide hiện thời nha. Vậy thì sẽ bắt đầu với, tôi đang slide 5 này, tôi ấn F5 chính là từ bắt đầu, thực hiện từ slide 1 nha. Nha. Đấy, còn tôi ấn click vào cái nút này nha, là slide show đây nha. Đấy thì là từ slide hiện thời, để ta đã chọn sang mức 5 đã, mức của slide 4 đã, đúng không? Đấy, slide hiện thời, nhìn chưa nha. Đấy, thế còn ta có thể là tạo cái cut là term slide show, tôi tạo ra một cái slide show mới này, đúng không? Tôi tạo tên này, tôi đưa ra này, ví dụ tôi chỉ làm 3, 4, 5, 6 thôi, đúng không? Xong rồi tôi add sang đây, tôi ok. Đấy. Cut term slide show 1 nha, ta có thể đổi tên nhé, ta chỉnh chiếu. Đấy thì nó chỉ đi từ gì, slide 3, 4, 5, 6 thôi. Đấy nha. Ngoài ra các thể set up slide show, các em tìm hiểu thêm ở đây nhá. Như vậy là thầy đã giới thiệu xong cái quản lý file trình chiếu. Đây ấy, là ta nói thêm về hyperlink, nhấn mạnh là hyperlink tí nữa này. Nhưng ở đây nếu như mà gì, tôi hyperlink, tôi mở đến cái trang web. Nhá, vào file đang tồn tại, web đang tồn tại đây, tôi mở đến trang web cà phê Trung Nguyên. Theo yêu cầu của đề này. Slide 3 nha. Rồi ta chọn từ chữ website này nha, ta chọn sang Ctrl C. Xong rồi ta đưa vào trong bài trình chiếu chỗ đường địa chỉ address đây. Nha, tôi xóa dấu hai chấm đây này, tôi xóa cái chữ thừa đi này. Đấy, nó chuyển ra đây tôi ok. Khi ta trình chiếu này, tôi click vào nó nha. Chỉ cần click thôi. Đúng không? Là mở trang web cà phê Trung Nguyên ra. Với cái hyperlink ấy, tôi có thể demo hoặc tôi biên tập, đúng không? Tôi phải chuột này. Tôi phải chuột nha. Tôi demo hoặc là tôi biên tập link này, tôi bỏ cái này đi. Nha, tôi không lấy cái này nữa mà tôi để tôi mở một cái file, ví dụ như là tôi đóng cái file thao tác đối tượng đồ họa lại nha. Đấy, bắt đầu tôi muốn mở file thao tác đối tượng đồ họa, tôi đi theo đường địa chỉ. Cấp lên này, ta đến đây, ta mở file thao tác đối tượng đồ họa ra. Nên xong rồi ta chỉnh chiếu này, ta có thể ta click vào nó, ta mở được. Mở được file trong một ứng dụng bất kỳ. Nha. Đấy, các em thấy chưa? Nha. Như vậy là khi mà tôi chỉnh chiếu mà tôi cần tất cả các file dữ liệu trên máy tính, mà tôi để không phải tạm dừng trình chiếu để tôi đi tìm ứng dụng, tôi tìm file tôi mở, đấy đấy tiện lợi của nó vậy nha. Rồi tôi có thể làm thao tác như sau, là tôi đang ở slide 3 nha, trong bài yêu cầu của mình là slide 2 thì phải nha. Tôi vào insert này, checkbox này, tôi chèn cái textbox nha, tôi gõ là go to, slide, năm, xong rồi tôi tạo hyperlink này.
tôi liên kết trong bản thân nội tại file nhé, thì tôi chọn là place in zip document. Đấy, tôi chọn về slide 5. Đấy, trên slide 5 tôi lại gì, go to slide mới. Go to slide 2, tôi để tôi phải chuột hyperlink. Tôi lại liên kết về slide máy 2. Bây giờ tôi trong cái tình huống mà tôi đang trình chiếu ở slide 5. Thế này tôi nó có cái vấn đề. Đang trình chiếu slide 5 nha, đang trình bày. Đúng không? Thì để có vấn đề nội dung mà nó có cái kiến thức tiền đề nằm ở trên slide 2 mà nó liên quan đến đấy, nhưng nhiều người chưa nắm được nội dung tôi trình bày ở slide 2 thì tôi có thể quay lại slide 2 để tôi nhấn mạnh. À, tôi nhấn mạnh lại cái nội dung ấy xong. Nha, xong rồi tôi quay lại tôi trình bày tiếp nội dung cần trình bày ở slide 5. Đấy. Đấy là những cái lợi thế trong hyperlink nha. Đấy, như vậy là thầy hướng dẫn các em đến đây là xong. Nha. Chương trình của môn học nha, và các em để làm bài đến 3:50 nhá.